Hello, xin chào các bạn. Hôm nay có một bạn hỏi mình là anh cho em hỏi một tí, nếu mà đổi Ribet thành sau đó thành Faro thì mình nói là cái này phải làm hướng dẫn cơ. Thì sẵn mình làm hướng dẫn cho anh em mọi người cái cách mà mở Faro ra định dạng Faro nhé. Bây giờ để không mất chi tiết, anh em vào máy làm việc thôi. Rồi, điều đầu tiên mình sẽ lấy ví dụ cho các bạn hiểu. Thông thường đây là file Ribet ha. Các bạn lôi ra như vậy. Mình lôi đại 3 tấm đi ha. Đây. Thì nó nhảy ra vậy đúng không? Bây giờ mình muốn lôi cái này ra mà nó định dạng bằng Faro, nó hiển thị lên Faro để cho mình chỉnh hàng loạt. Ví dụ như đây một số hình mà mình làm đây, mình lôi thử các bạn coi ha. Thì lúc này mình lôi ra nó định dạng cả 20 tấm luôn. Đấy. Nó định dạng Faro. Đây mình một số hình mình chỉnh từ Firebase, tại vì mình chỉnh một tấm thôi. Ví dụ mình chỉnh đại một tấm cho các bạn coi đi, ví dụ. Sau đó mình áp tấm hình này xuống ba tấm hình này chẳng hạn, ví dụ vậy. Đấy. Thì đây là cái cách mà mình hướng dẫn cho các bạn làm sao để mở ra mở Firebase ra định dạng RAW để mình cân chỉnh màu hàng loạt cho nó dễ. Rồi, chúng ta bắt đầu thôi nhé. Ví dụ xong rồi, giờ bắt đầu thôi, giờ mình cancel đi chứ. Yes. Rồi, đầu tiên các bạn hãy nhấn Ctrl K trên bàn phím này. Ctrl K nhé, trên bàn phím. Đây, trên bàn phím. Hoặc là các bạn vào đây. Edit. Nghe không rõ thì chắc các bạn mình lâu quá cậu không nhớ rõ đó các bạn ạ. Đây. Vào cái hàng cuối cùng này nè, tại vì mấy cái này mình cài một lần nó không lâu không làm không nhớ. Rồi, các bạn vào đây, sau đó các bạn vào xuống cái hàng file Halin, đọc là gì đó, tiếng Anh thì đọc không chuẩn lắm. Các bạn vào đây ha, file Halin, nhưng mà mình hiểu nó cái tác động của nó. Hồi xài set 3 mình đã biết rồi, file Halin này các bạn kích vào đây, camera raw, sau đó các bạn chọn xuống cái hàng ở trên cùng này nè, automatic open Firebase, các bạn chuyển qua đây ha, bạn chuyển qua đây. Đó các bạn, ok nó. Ok. Thì lúc này các bạn mở nó ra, nó định dạng Faro này. Đấy, cái folder này hồi nãy là mình lôi ra 3 tấm nó không có Faro đúng không? Bây giờ mình lôi này, nó ra Faro này. Rồi. Đấy, thấy chưa? Lôi ra Faro. Lúc này mình chỉnh màu, mình cân màu. Ví dụ như mình cân màu rực lên tí. Giảm contrast tí. Sáng lên tí. Rực lên tí nữa. Đưa lên chút nữa. Rồi, sau đó mình copy cái folder này, nhấn Ctrl xuống tấm này hoặc là cái nhấn A cũng được, cái chuột phải thì mình làm hàng loạt nhanh. Đấy, đơn giản thôi các bạn ha. Thì cái này mình phải làm video cho nói thì tiếng Anh thì mình nói không chuẩn mà viết ra cũng không đâu nhớ nổi. Cho nên mình làm video ngắn gọn như vậy các bạn coi dễ hiểu hơn ha. Và hy vọng cái video này nó sẽ giúp ích những anh em gặp rắc rối như thế này, một chuyện rất là nhỏ nhặt. Và đây cũng là video rất là ngắn cho nên Thái Lai muốn chia sẻ trò chuyện anh em một chút thôi mà. Có gì đó anh em yêu thích Thái Lai nhớ đăng ký ủng hộ kênh Thái Lai nhé. Giúp Thái Lai. Đăng ký vào kênh và like để lại cảm nhận nhiều thật nhiều bạn nhé. Để Thái Lai có động lực làm nhiều video cho các bạn nữa. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video rất là nhiều. Vì nói tốn một thời gian cho nên nói rất là nhanh.